Mắc đái tháo đường lâu năm thường bị tê bì chân tay, người đàn ông 60 tuổi ở Vĩnh Phúc đã nghe theo lời mách bảo của người quen, sử dụng lá ngải cứu, lá lốt và rượu gừng trộn lại, rang nóng lên và đắp vào chân. Thế nhưng hiệu quả chưa thấy, bệnh nhân này đã phải nhập viện do bị bỏng nặng ở vùng gót chân. Đáng nói là gia đình và bản thân bệnh nhân cũng không phát hiện ra vết bỏng này. Phải nhiều ngày sau khi bệnh nhân đi lại trong nhà thấy nước bắn ra từ vết phồng rộp thì mới biết là ông bị bỏng nặng. Ngay sau đó bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Vĩnh Phúc. Sau 2 ngày điều trị không đỡ, ông được chuyển lên Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, khi nhập viện bệnh nhân ho nhiều, sốt cao, thở oxy liên tục, vết thương ở gót chân sưng nề, chảy mủ đục, có dấu hiệu hoại tử, lan rộng ra 1/2 bàn chân. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Đáng lo ngại hơn là không chỉ bệnh nhân trên mà hiện nay có nhiều người dân sử dụng thuốc nam, thuốc lá để ngâm đắp lên chân tay với mục đích làm giảm cảm giác tê bì chân tay, kích thích ngủ ngon. Tuy nhiên đối với bệnh nhân đái tháo đường do không thể kiểm soát được nhiệt độ, họ dễ dàng bị bỏng. Nhiều trường hợp phải nhập viện khi tình trạng nặng phải cắt bỏ chân hoặc tay. Vì vậy các bác sĩ khuyến cáo người bệnh đái tháo đường nếu muốn ngâm chân đắp lá cần có người thân túc trực bên cạnh, liên tục kiểm tra nhiệt độ và thời gian sử dụng, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.